xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Thọ Hay Lên. Các em ơi, hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục chơi sticker nha các em. Và bộ sticker hôm nay mình chơi đó chính là đây. Đây chính là bộ sticker hôm nay mình sẽ chơi nha các em. Bây giờ chúng mình hãy bắt đầu xem câu chuyện hôm nay là gì nha. Ngày xưa, trong một gia đình nọ thì có hai chị em. Cô chị tên là Ella. Ella có một mái tóc màu hồng và kim tuyến lấp lánh nha các em. Và một đôi mắt xanh. Cô chị có tên là Ella. Còn cô em có tên là Anna nha các em. Anna thì cũng có một mái tóc màu hồng đính kim tuyến nè. Nhưng mà phần trên mái tóc của Anna thì điểm màu nâu nha các em. Hai chị em nhà Ella và Anna, vì ba mẹ mất sớm nên hai chị em từ nhỏ đã sống với nhau. Tuy là hai chị em nhưng Ella và Anna thì có tính cách rất khác biệt nhau. Chị Anna thì luôn chăm chỉ làm việc nhà, ngoài ra thì Anna còn làm bánh để mang ra chợ bán để kiếm tiền nuôi em. Còn Anna thì chỉ có đi chơi và luôn tự tin vào sắc đẹp của mình. Bạn của Ella chính là cái lò nướng nè, bởi vì lúc nào Ella cũng chăm chăm vào cái lò nướng để canh xem bánh đã chín chưa. La 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 la, hôm nay mình đã làm được một cái bánh gato với lại nhiều màu sắc nè, và một cái giỏ kẹo hoa hồng. Hôm nay mình sẽ mang cái bánh này ra chợ bán, hy vọng mọi người sẽ thích nó. Đi thôi. Ngược lại với lại Ella chăm chỉ thì Anna suốt ngày vào rừng chơi. La la la, hôm nay ta vui quá, ta là người đẹp nhất. Và Anna luôn nghĩ ta là người đẹp nhất trên đời. Ta sẽ đi vòng vòng chơi, một ngày nào đó ta sẽ gặp hoàng tử và ta sẽ cưới hoàng tử. Cái số phận của ta chính là làm hoàng hậu, nên bây giờ ta chỉ việc đi chơi và chăm sóc sắc đẹp của mình thật là kỹ. Đến một ngày nào đó, định mệnh của ta sẽ đến, ta sẽ có hoàng tử và tiến cung. La 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 la, ta vui quá. Anna cứ đi chơi như vậy từ sáng đến chiều. Và đến tối về thì chỉ việc ngồi vào bàn ăn và hạch sách chị hai. Chị hai, chị làm cái gì mà lâu quá vậy? Em đợi nãy giờ mà chưa có gì ăn, đói chết rồi nè. Đợi chị một chút, chị sẽ ra liền nè. Đây, đồ ăn hôm nay của chúng mình đây. Nè của em nè. Còn đây là của chị. Chị nói cái gì? Đây là đồ ăn của tụi mình đó hả? Chị có nhìn lộn không vậy? Làm sao mà chị có mỗi hai đĩa rau thôi? Em à, đợt này chị bán bánh không có được, bởi vì người ta ít có mua bánh lắm. Vậy thì chị phải làm nhiều bánh hơn, chị phải thay đổi nhiều loại bánh hơn để người ta mua chứ. Chị cũng đã thay đổi rồi nhưng mà người ta không mua. Chị nghĩ là bữa sau á, em đi ra chợ bán chung với chị nha. Như vậy thì mình sẽ bán ở nhiều nơi khác nhau, bán ở hai chợ khác nhau. Nếu mà người ta không mua ở chợ của chị thì người ta sẽ đến chợ của em và thấy bánh thì người ta sẽ mua. Chị nói cái gì? Tôi phải đi bán hàng với chị á, chị đừng có mơ. Tôi chỉ làm một việc duy nhất, đó là làm đẹp và đợi hoàng tử đến thôi. Nên chị hãy thôi cái chuyện nói tôi đi phụ bán hàng với chị đi nhá. Chị làm một mình á, sợ không có đủ tiền. Nên em thấy đó, bây giờ đồ ăn của chị em mình toàn là rau thôi. Chị là cái đồ keo kẹt, chị để dành tiền cho riêng chị chứ gì, tôi không thèm. Và nói xong dứt câu thì Anna giận dỗi chạy ra ngoài. Bèo ra thì rất là buồn, cô đã cố gắng hết sức để làm có tiền nhưng mà cũng chả được bao nhiêu. Nhưng chuyện cô cảm thấy càng buồn hơn đó là em của mình suốt ngày chỉ biết giận dỗi và không biết thương cho cô gì hết. Mình buồn quá. Thật là một con người đáng ghét, nghĩ sao mà dám nói ta đi ra ngoài chợ bán bánh vậy trời. Cái mặt ta đẹp như thế này, ra chợ bán bánh để đen hết hay sao? Thật là đồ đáng ghét. Hôm đó khi đang dạo trong rừng thì Anna đã bắt gặp một bà lão với một bộ dạng nghèo khổ. Chào con, có cái gì vậy bà kia? Con ơi, ta đói và khát quá, con có thể cho ta xin một ngụm nước cũng như cho ta một cái gì đó để ăn được không? Bà nghĩ bà là ai? Bà nghĩ tôi là người hầu của bà chắc mà bà đòi xin nước? Bà tránh nó đi. Nghĩ sao vậy trời, cái đồ hôi hám. Thế rồi Anna đẩy bà lão ngã xuống. Bà lão tội nghiệp ngã xuống đất. Và Anna thì tiếp tục đi tiếp. Sau khi nghe có cái tiếng kêu gì đó ở phía ngoài thì Ella đã vội vã chạy ra. Ôi, bà làm sao vậy? Bà đứng lên đi.
và Ella đỡ bà lão lên. Bà ơi, bà làm sao vậy? Con ơi, bà đói và khát quá. Con có thể cho bà xin một ngụm nước cũng như một cái gì đó để ăn được không? Dạ, bà vào nhà con đi. Thế rồi nói dứt câu, chị hai Ella đã dẫn bà lão đi vào nhà của mình. Bà đi với con nè. Bà đi vào đây đợi con một xí. Bà ngồi đây nha. Bà ơi, bà hãy ăn tạm ổ bánh mì này đi. Rồi Anna cho bà lão ổ bánh mì duy nhất mà cô làm để ngày mai ra chợ bán kiếm tiền. Bà ơi, bà thấy có ngon không? Bà cảm ơn con, ngon lắm. Sau khi ăn xong, bà lão cảm ơn. Con thật là một cô gái tốt bụng. Con đã cho ta ổ bánh mì mà ngày mai con đi bán. Vậy ngày mai con lấy gì mà bán? Lấy gì con kiếm tiền? Dạ không sao đâu bà ơi, con sẽ có cách khác, bà yên tâm nha. Bây giờ bà đi về cẩn thận nha bà. Bà cảm ơn con. Nói rồi bà lão đi mất. Ngày hôm sau, bởi vì không có gì để bán, cũng như là suốt một khoảng thời gian dài phải ăn rau và cũng chả có gì để ăn, nên Ella của mình đã bị bệnh. Ella bị bệnh như vậy suốt mấy ngày liền. Anna ơi, chị nhờ em một chút được không? Gọi cái gì vậy? Anna xuất hiện. Em có thể lấy cho chị một ít nước được không? Biết rồi, từ từ tôi lấy cho. Anna à, bây giờ chị bị ốm, chị không thể đi bán bánh mì được. Em hãy giúp chị đi bán bánh nha. Bán bánh thì mới có tiền, không lấy đâu ra tiền để cho hai chị em mình ăn. Tôi không quan tâm, tôi là hoàng hậu, tôi sẽ không bao giờ đi ra chợ bán bánh, chị hiểu chưa? Nói xong, Anna lại đi ra ngoài, để mặc Ella ở nhà một mình. Sau khi đi ra ngoài đường, thì Anna một lần nữa lại gặp bà lão. Lại là bà sao? Sao bà cứ ám ảnh tôi hoài vậy? Con à, ta nghe nói là chị con đang bị ốm. Con hãy dẫn ta về nhà để chị bệnh cho chị con đi. Bà làm cách nào có thể chữa bệnh cho chị tôi được? À, ta có hai đóa hoa thần kỳ này nè. Hai đóa hoa này khi chị con ngửi vào thì lập tức sẽ hết bệnh đó con à. Ngay khi nghe bà lão nói xong, Anna chợt nghĩ ra một ý định. Thì ra là đóa hoa thần kỳ có thể giúp khỏi bệnh sao? Nghĩ sao mà ta cho Ella ngửi vậy? Bây giờ mình phải không cho bà vô nhà, mình phải cầm cái đóa hoa đi và giấu đi mới được. Ê bà lão, sao vậy con? Bà đưa đóa hoa cho tôi sẽ về cho chị Anna ngửi. Chứ bà đừng có vô, bà vô mất công lại lây bệnh mệt lắm. Không sao, ta có thể vô được mà. Bà này phiền phức quá, tôi đã nói đưa đây, tôi sẽ cho chị hai tôi ngửi thì cứ đưa đây. Thế rồi Anna dịch lấy bó hoa của bà lão và chạy về nhà. Bà đừng lo nha, tôi sẽ giúp chị tôi khỏi bệnh. Sau khi đi về nhà, thay vì đưa hoa cho chị và lấy nước cho chị uống, thì Anna chỉ biết ngồi cạnh chị và nhìn chị, sau đó vui cười khi thấy chị mình càng ngày càng ốm hơn. Chị mệt quá mà. Mệt thì nghỉ đi, nói gì nói nhiều vậy, ngồi nghỉ đi. Sáng ngày hôm sau, tình trạng của chị Ella ngày càng tệ hơn, bởi vì không uống nước cũng như là cũng chả uống thuốc gì cả, nên chị cảm thấy mệt nhoài. Và khi đang đứng nhìn chị ngày một mệt đi thì bà lão đã xông vào nhà. Ella, bà đến với con đây. Khi thấy chuyện đó, Anna tức điên lên. Ê bà kia, ai cho bà xông vào nhà tôi? Tại sao cô lại không cho chị của cô uống thuốc mà lại để chị cô ốm như thế này? Ta thích vậy đó, được không? Ta ghét chị ta, ta muốn chị ấy ốm chết luôn thì thôi. Cô thật là một cô gái ác độc. Vừa nói dứt lời thì có một vầng sáng đã phát ra quanh người bà lão. Một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú hiện ra. Ơ, chàng là hoàng tử ư? Đúng, ta là hoàng tử của vương quốc xa xôi kia. Ta có phép thuật, vì thế ta đã biến thành bà lão để thử lòng các cô. Ta cũng đi kiếm một người vợ có trái tim ngân hậu để lấy làm vợ, và ta nghĩ ta đã kiếm được rồi. Đúng rồi, chính là em nè. Chàng hãy dẫn em về cung đi. Không phải là cô, cô là người có trái tim thật là độc ác, đến chị của mình mà cũng hại nữa. Người mà ta tìm kiếm bấy lâu nay chính là Ella với trái tim nhân hậu. Các người nói gì? Ta không thèm. Thế rồi Anna chạy ra ngoài. Ở trong nhà thì hoàng tử đã lấy cái đóa hoa hồng đặt lên mũi của chị hai Ella. Sau khi chị hai Ella ngửi thì
thì đã hoàn toàn khỏe mạnh. Khi Ella tỉnh dậy thì hoàng tử đã kể hết cái câu chuyện của Anna cho Ella nghe. Em buồn quá. Em đừng buồn, em là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Em thật là một người có trái tim nhân ái. Em có chấp nhận về hoàng cung và lấy anh làm chồng không? Em đồng ý. Và thế là hai người cùng nhau về hoàng cung. Sau khi về hoàng cung thì hai người đã tổ chức đám cưới và có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Anh à, sao về em? Em nghĩ đến một ngày nào đó em của em sẽ thay đổi tính nết và về đây ở chung với chúng mình đó anh. Em à, một số con người mãi mãi bản chất sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Nhưng em tin chắc là em của em sẽ thay đổi và em ấy sẽ về đây với em mà. Không, ý anh nói là em đó. Em là một người có bản chất tốt bụng và lương thiện, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Và cô chị Ella thì là một người có trái tim lương thiện nên đã sống một cuộc sống thật là hạnh phúc bên cạnh hoàng tử. Còn cô em thì sao ta? Cô em thì vẫn mãi tự tin vào sắc đẹp của mình và nghĩ một ngày sẽ có một hoàng tử nào đó đến rước mình đi. Ta tin một ngày nào đó sẽ có hoàng tử đến dẫn ta đi vì ta đẹp như thế này mà. Và cô em cứ sống như vậy mãi mãi trong ảo mộng của mình. Và câu chuyện của chúng mình đến đây cũng là kết thúc này các em. Các em thấy không, những người tốt sẽ luôn gặp được những điều may mắn, còn những người xấu thì sẽ mãi mãi gặp những điều xấu, đúng không các em? Nên các em nhớ nha, hãy luôn làm điều thật tốt. Và video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Chị xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo. Nếu thích video này thì đừng quên tặng cho chị một like và bấm đăng ký kênh Thỏ Hay Lên nha các em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.